Nó giỡn thôi, nó toan bây giờ nhá. Lạc một lá 1 triệu đi cả nhà ơi, hãy cùng đưa. Chết mẹ rồi, mới đâu vào lại giỡn con năm thế. Ok nha, hãy để lại cùng cho mình xin một like để ủng hộ buổi lật bài hôm nay. Kinh nghiệm lật bài xương máu đi cả nhà nha. Lật ghế còn xương với da thôi, toàn luôn. Vô lật bài là mình không có nhìn bình luận cả nhà được rồi, cả nhà thông cảm nhá. Nhưng mà mình cố gắng lật lại và kiếm lại cả nhà ơi. Điệp bô nó má đau quá trời trời, tham lam còn cái nịch. À cần thế. Cả nhà để cho mình like nha, một like đi. Lên 2 mét luôn cả nhà ơi. Má cái đầu ghê thế. Chết mẹ rồi, nó dụ mình xa lầy rồi. Thập đi má ơi, má ghê quá, nó quay trở lại con ba đấy. Thập cả nhà nhá. Hấp hấp. À, lúc này không dám liều rồi cả nhà ơi. Đây nè. Thịt bố nó điếm thế. Năm về tứ luôn. 6 về 3. Tưởng 6 về 3 chứ. Ôi năm về tứ hoài với bồ. Chết tôi à. Nhỏ nè. Hay quá. Đây. Đây. Trời ơi. Đau đầu với cái pha này thiệt là. Xong rồi, toàn cả nhà ơi. Không dễ chết đâu cả nhà nha. Lật bài thằng trưởng nè. Không dễ chết được đâu. Hấp đi năm về tứ nữa đó. Mày tính lừa hi hả? Tay cái lấy hên nè. Đó. Quay. Trời ơi. Quay. À, tới công chuyện kìa. Mẹ căng gì thằng kinh thế mày. Hấp đi bà nội cha nó. Tay. Hay quá bầu ơi. Thấy. Không tay luôn. Hấp hấp cái nhà nha. Đừng nói về ba lại nha. Hấp đi cả nhà ơi. Hay quá. Pha đi ngược về xuôi này có lý nha. Má về về ngay con đó luôn mới đau. Về lại ăn ba đi mày. Đời mẹ nó ngay chốc luôn cả nhà. Má biết nó biến thầy nè. Thầy tôi luôn mà. Rồi con rồi. Cố lên con trai ơi. Bảy hòa luôn mới ghê. Hay quá. Chính không biết chọn trên hay dưới nên là thôi. Đừng bước cho bạn ơi, liều cái nha, liều cái nha, nhỏ. À.
lật bài căng thẳng quá. Má quay trở lại quay lại nữa chứ. Ok Di Minh cảm ơn nha. Trên à, toàn rồi toàn rồi. Má sáu gì ba luôn như trong bụng rồi. Như rồi cả nhà ơi. Hấp lên. Ông Trung là ai vậy? Lại vốn nghỉ thôi cả nhà ơi, quá nguy hiểm quá. Thôi hai chạy một cái mắc 7m6 luôn, toàn đấy không được đâu, lừa tình tôi hả? 4-5-3 về hoài luôn á mới ghê. 3-2-3-1. Hấp đi con sáo nguy hiểm quá. Nhỏ. Má lên hơi một. Hay quá. Pha bẻ lái này thật là gắt nha cả nhà nha. Đâu con. Bay má nó dở một lúc hơn rồi. Má mất mất gì bậy bậy gì mất. Má nãy giờ kỳ vậy 8 rồi. 8 nè. Chết tôi. 8 nè. 5 nè. Toàn luôn. Quay xuống hơi vô bộ. Má pha này được tới lại. Nói câu cho cà lê đi. Thì Trinh đang nghỉ nha. Hay quá. Lấy lại vốn nghỉ thôi cả nhà ơi. Chiều chơi tiếp. Má không biết là tôi về vốn nổi hay không. Hay là đi luôn xa đỏ đây. $31 triệu vốn.
Đầu tí nó tới khúc này nó nuốt lại. Ok nhá, và bây giờ mình sẽ để một cái đường link của cái video này, mọi người hãy vào để lại Momo hoặc số Zalo của mình để có cơ hội nhận được lọc 20k qua tài khoản Momo của mình nha cả nhà nhé, hoặc là thẻ cào nhá. Và cái đường link này mình sẽ dán vào nhé, mình cũng không biết là hết tiền từ lúc nào đâu. Đây cái đường link mình mới vừa dán vào, cả nhà muốn tham gia random thì hãy để cho mình số Momo hoặc là số Zalo nha cả nhà ơi. Mình chơi gỡ lại được số 4 thôi. Má cần thế. Trò này trò lật bài đấy em nhá. Trò này trò dữ nhất trong full full mà không biết à. Địch bố nó trời ơi. Hát. Đang hồi hộp từng đầm ấy xong rồi. Đây nè. Ok cả nhà nha. Hấp đi cả nhà ơi. Cố lên con trai ơi. Hay. Quay. Đau thế. Đẹp đẹp lại trời. Ok cả nhà nào mà muốn lấy lọc 20k qua Momo hoặc là thẻ cào qua Zalo thì hãy bấm vào đường link này và để lại tài khoản Momo hoặc là thẻ cào nha cả nhà ơi. Phát đi toàn ghê luôn trời. Thơm phúc luôn. Mắt đi. Mẹ mày. Úc. Trên này. À cần đó. Thôi con già chết hoài cả nhà nha, không nên, không nên. Tinh Phương là ai? Tinh Phương là cái anh kia mình cũng cho cờ lê lúc trước. Ây! Má toàn lại rồi. Tinh Phương Thái Lan. Chắc là Linh Phương bận được nên là lúc này không có thấy nha cả nhà nha. Ok, cái nhà đã để lại tài khoản Momo của mình hoặc là Zalo ở bên cái đường link của mình chưa? Có ai chưa đặt không nào, mình sẽ ngưng để phát lọc cho cả nhà nha. Đây cái coi.
quá. Ok cái nhà nha, mình sẽ để lại đường link một cái cuối nha. Anh chị em nào muốn nhận lọc 20k qua Momo hoặc là thẻ cào qua Zalo thì hãy truy cập vào cái đường link của mình và để lại địa chỉ Momo hoặc là tài khoản Zalo nha cái nhà ơi. Mình sẽ lọc 44 rồi. Một phát này nè, nếu mà thua là ngưng nha. Hop. Mình sẽ trừ lại 40 triệu, nếu mà thua là trừ lại 40 triệu thôi. Còn lên được 50 thì lên nhá. Wow, 49 mấy rồi, cố lên cả nhà nha. Ôi điệp má nó, cái đó là hút lại được 50 rồi, tự nhiên không hút. Ôi điệp bố nó. Kỳ cục kẹo vậy. Ôi chán nản cuộc sống quá cả nhà ơi. Má nãy lên 50 rồi không nghỉ. Thôi mình sẽ ngưng lại nha, để toan luôn mất công nữa.